Tổng tư lệnh quân đội Ethiopia và nhiều giới chức cấp cao trong chính phủ đã bị sát hại ở miền Bắc của quốc gia. Tổng tư lệnh quân đội Ethiopia Shire Mekonnen cùng nhiều giới chức cấp cao khác trong chính phủ đã lần lượt bị sát hại tại tiểu bang miền Bắc Amhara vào Chủ nhật 23 tháng 6 trong khuôn khổ của một âm mưu đảo chính nhằm để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này. Văn phòng Thủ tướng Quốc gia vào cùng ngày cho biết, Thống đốc tiểu bang Amhara Andachu Mekonnen cùng viên cố vấn thân tín đã bị bắn thiệt mạng, trong khi Bộ trưởng Tư pháp thì đã bị trọng thương trong vụ nổ súng tại thủ phủ Bahodar. Trong một vụ tấn công riêng biệt khác, Tổng tư lệnh quân đội Ethiopia Shire Mekonnen cũng đã tử vong tại nhà riêng ở thủ đô Addis Ababa. Một số giới chức ẩn danh nói rằng thủ phạm đứng đằng sau màn đảo chính chính là giám đốc cơ quan an ninh của Amhara, tức tướng Assanem Said. Tuy nhiên, cho đến nay thì nhân vật này vẫn chưa được tìm thấy. Và năm ngoái thì ông Assanem Said từng được phóng thích khỏi nhà tù sau âm mưu lật đổ chính phủ. Tình trạng bạo lực sắc tộc trong vài năm gần đây đã bao trùm lên Ethiopia, khiến cho nơi này rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị, đặc biệt là tiểu bang Amhara.